Ngon lắm. Công nhận ngon. Đặc kịch chứ. Chào mọi người. Hôm nay thì cũng giáp Tết rồi, thì mình sẽ mở một chút mật ong rừng này để làm một số nguyên liệu với lại chấm bánh. Bánh giò, bánh gì dùng đến mật ong thì mình sẽ dùng nhá. Đây mình có cái tổ ong đi lại rất là mạnh này. Cả bên này cũng đi đây. Tổ ong rất là đông nhá, đi lại hai bên này. Bây giờ mình sẽ mở tổ này để lấy một chút mật nhá. Mình có cái mâm để đựng mật đây. Mình sẽ cho một chút khói vào tổ ong nhá. Trời hôm nay nó hơi râm này. Ong rất là đông này. Nặng thế nhỉ. Ôi giời, chắc phải có mười mấy cân này. Ê du. Chú quay sang này cho cháu cái. Cầm sang bên này nào. Mình có nhờ chú của mình quay hộ nhá. Ui dồi, cháu không cậy được lên đấy. Ui da, bắt đầu lên nhá. Ui dồi, hấp dẫn đấy nhỉ. Đây chú quay vào rồi thấp vào cái gầm tổ trăng. Ui, có sợ nó kẹp quần không? À, ôi ôi, nhấc thẳng lên nhá. Nhấc lên. Ui giời ơi, sang bên này. Đây này. Ui giời. Đấy. Ui giời ơi. Cái hết tầng rồi. Quá chất lượng này. Ui giời. Đây là ong rừng nhá, ngửa lên này. Ui giời. Quá nhiều chân tầng này. Thịt mặt nhỉ. Ui giời ơi. Đây quay vào tổ cho cháu cái trong này. Quay gần này. Cắt hết đống tầng kia đi xong rồi để. Ong rất là hùng này. Chết. Cắt hết đống tầng đi xong rồi để. Trong này còn rất nhiều mật này. Ui giời biết nào. Đây gấy mật mấy cái này. Gấy mới hai tầng này thôi. Mình sẽ móc nó ra nhá. Đặt mật ong rừng này nhá. Có lấy thế nhỉ. Ui tầng mềm lắm, nhiều phấn hoa này. Không sao không sao. Đây cái tầng của nó đây. Tổ này sắp chia đấy. Có ong bên đằng dưới không? Có nhiều quân không? Mình sẽ nhấc thử một cái cầu trong này xem là nó có mật không. Ây da, bằng ngón tay rồi nhá. Ui giời. À, chắc thế này á. Đấy cái kia cắt cái đấy, cắt cái miệng đi đấy. Đó, chú nhẹ, chú nhẹ không tí 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 cần đấy chú. Đốt vào tay đi. Chú nhẹ em đi. Đây là những cái cầu bên trong của đàn ong đây. Cầu rất đây, là đẹp. Là đằng kia, là đằng kia. Ừ, quá đẹp. Thế là nào cấy một cầu ở đấy thì cấy ngon luôn. Cấy thêm vào thì bây giờ có 4 cầu, 5 cầu à? 5. Cấy 2 cầu nữa. Ừ, cái đấy mình nhìn đi. Cái này là đặc mật này. Ôi, cái cầu ấy tí bỏ mà tôi cầu này để lấy ra thôi nhỉ. Không cho vào nữa nhá. Cả cái cầu kia nữa tí bỏ ra đi, tí cho cầu khác vào đi. Toàn mật rồi. Cái này mà đến tháng 2 là ra hết nắp này. Thế xem cái cầu nào đẹp đẹp tí anh.
bám nhau linh tinh thôi. Ong nó chơi nhiều, nó có hoa phấn hoa nó mẩy. Con ong ra con ong này. Đây này. Ừ. Đây. Quá chất lượng. Xuống thế nhỉ. Này ngâm rượu thôi. Cái nào? Cả tầng. Ngâm cả xác á? Ừ. Thế không bóp lấy một tí mà chấm bánh như chấm bánh nướng thịt các kiểu chứ. Ui dùa, cục này sướng ghê nhỉ. Ui dùa. Quái ư. Làm miếng em nhá. Ừ. Mời mọi người nhá. Ngon lắm. Công nhận ngon. Đặc kịch đi luôn. À, tuyệt vời. Hay để cả cục này ngâm vào bình ăn dần. Ừ. Chứ để đấy nó làm. Mình sẽ lọc một chút cái mật này ở trong cái cầu này ra nhé. Lọc ra cái miếng này để tí nữa thu vào. Ui, cứng lắm. Có dây không? Cái cục mật này như là một cái miếng kẹo đây. Mình đã lấy xong mật ong đây. Mình sẽ cho cái cầu của nó vào lại và đậy nắp lại nhé. Mình đã bê cái số mật ong từ ngoài thùng về đây đây. Bây giờ mình sẽ dùng cái muôi này để lọc, mình vắt ra cái bát ca này nhá. Mật rất là chất lượng này. Mật này đặc lắm. Mật này chắc chị ăn được khoảng 2 miếng thôi. Là chín này. Đây nó còn không cả lọt cái muôi đây. Nó rất là đặc này. Bóp xuống muôi nhưng không lọt này. Đây là những giọt mật ong rừng nguyên chất đây. Cô dì, chú bác, anh chị, ai có nhu cầu mua mật ong rừng để dùng thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0376 372 400 để mua nhé. Mình đã vắt xong mật ong này, bây giờ mình sẽ lọc một chút nhé. Sẽ nhấc cái này lên để lọc những cái bã của nó rơi xuống theo đây. Mình đã lọc xong cái mật này, bây giờ mình sẽ rót ra ca này lọc lại một lần nữa nhé. Đặc quá nhỉ. Cái này chắc được gần một ca đấy. Chết những cái giọt mật ong này rất là nguyên chất này. Đã được bằng này đây. Mật ong rất là nguyên chất này. Mình sẽ rót vào cái chai coca này nhé.
Nhìn cái mật chảy này rất là thèm, nhưng mà mình lúc nãy mở ong ấy, mình có ăn khá là nhiều đấy. Đã được bằng này đây, chắc còn chỗ này nữa thì được thêm một chút nữa thôi nhé. Mình cũng xin được tạm dừng video đây. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.